Xin chào tất cả anh chị em nhá. Chào mừng anh chị em quay lại trở lại với kênh của Nhật Anh Mobile, chuyên mua bán trao đổi tất cả các dòng điện thoại cũ mới anh em nhé. Vào đầu video thì anh em cho em xin một nút like, nút đăng ký kênh nhé, để ấn nút chuông theo dõi những video mới nhất của bên em nhé. Ok, thì hôm nay em có chủ yếu là Sony và Samsung anh em nhé. Sony và Samsung, có thêm hai cái Vivo thôi. Toàn hàng zin chất anh em nhé, zin chất hình thức thì rất là đẹp anh em. Anh em quan tâm những cái dòng máy này có thể đón xem chi tiết trong video nhé. Ok, thì cửa em có địa chỉ số 137 Ba La, Đông Hà Nội. Anh em ở gần có thể qua xem trực tiếp nhé. Anh em ở xa thì bên em có ship code toàn quốc. Ship code anh em vui lòng cọc trước 1-200 tùy giá trị đơn hàng nhé. Tiền cọc thì em sẽ trừ thẳng vào tiền máy. Ship đến thì anh em được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhé. Máy bán ra với em bao test 1 tuần, bảo hành cho em 3 tháng. Anh em khách quen mua từ lần 2 trở đi thì em sẽ miễn phí ship cho anh em nhé. Còn anh em mua lần đầu thì vui lòng thanh toán cả tiền ship cho em. Ok. Đầu tiên thì hôm nay em giới thiệu anh em dòng Sony trước anh em nhé. Sony trước. Đầu tiên em giới thiệu luôn anh em mấy cái dòng đời cao trước nhé. Sony đầu tiên em giới thiệu là con Xperia 1 Mark 3. Một bậc ba anh em nhé, siêu phẩm một thời đấy. Con này chung là đến thời điểm hiện tại vẫn rất là đẹp và cấu hình rất là cao anh em nhé. RAM 12GB, bộ nhớ là 256. Con này chạy chip Snap 888 anh em nhé, cực kỳ mạnh mẽ luôn. Màn là 6.5 inch, màn 6.5 inch, độ phân giải 4K và có cả 120Hz anh em nhé. Con này màn có 120Hz luôn, màn đẹp không ngả mố gì. Máy thì em bao cho anh em zin nguyên bản, còn áp suất kháng nước đầy đủ anh em nhé. Màn này thì cực kỳ đẹp, Sony mà anh em, màn thì không phải nghĩ rồi. Đây có cái clip em test màn cho anh em này. Cái con này màn của nó là tỷ lệ 219 anh em nhé, nó sẽ dài nhỏ gọn về chiều ngang anh em nhé, nhỏ gọn chiều ngang và tăng cái độ phân giải này anh em nhé. Màu sắc thì cực kỳ đẹp rồi anh em nhé, nó không bị rực quá đâu, trung thực, nổi khối ấy. Em nhìn màn này xem phim thì không phải nghĩ luôn anh em nhé. Ok. Đấy, thì em chỉ test sơ qua đấy thôi. Máy thì zin nguyên bản, con này thì hiện tại bên em đang bán cho anh em với giá là 9.300.000 nhé, 9.400.000 anh em, sorry anh em nhé, 9.400.000 tặng kèm cho anh em đầy đủ sạc cáp, sạc cáp ốp lưng và dán màn nhé. Em có 3 màu cho anh em lựa chọn nhé, đủ 3 màu, màu đen này, màu bạc này, xám bạc, và màu này là màu đen này, đen ánh tím nhé. Đấy, hơi nghiêng ra ánh sáng thì nó hơi đổi màu một chút, đây còn gọi đen ánh tím. Đồng giá luôn, em bán đồng giá 3 màu bằng nhau anh em nhé, 9.400.000, 9.400.000. Hình thức thì rất là đẹp, gần như là mới anh em nhé. Đấy, anh em nhìn chân sáng mới tinh, chưa một vết xước gì anh em nhé. Hàng này thì thiếu mỗi cái hộp là như máy mới luôn, thiếu mỗi hộp như máy mới anh em nhé. Đấy, anh em cần một con máy chất sử dụng lâu dài, cấu hình cao, bộ như trong cao thì dùng con này hợp lý anh em nhé. Ok này, 9.400.000. Tiếp theo em giới thiệu anh em dòng Xperia 1 Mark 2. Này là 2 SIM, 1 Mark 2 này thì cấu hình RAM 8GB, bộ nhớ 128, chạy chip Snap 865, màn hình là 6.5 inch 4K anh em nhé, nhưng mà con này thì không có 120Hz. Đấy, hình thức thì đẹp này. Dòng này là máy bản Nhật đã úp dòng quốc tế nên 2 SIM anh em nhé, 2 SIM thì giá là 6.500.000 này. Hình thức đẹp 99 nhá, 6.500.000. Đấy, chứ cái bản quốc tế mà 2 SIM thì nó vẫn bây giờ vẫn hơn 8 triệu nhé, cực kỳ đắt. Anh em mua cái bản Nhật này úp dòng này thì tiết kiệm được khoảng 2 triệu đồng. Đấy, mà dùng thì tương đương nhau anh em nhé, vẫn 2 SIM vật lý anh em lắp vào là dùng luôn. 6.500.000 anh em nhé, 6.500.000. Và dòng 1 Mark 2 1 SIM thì em vẫn có anh em nhé, 1 Mark 2 1 SIM thì giá là 5.800.000 anh em nhé, 5.800.000. Đấy, 1 Mark 2 1 SIM. Về cấu hình và hình thức máy móc thì như nhau hết nhé, chỉ khác 1 SIM và 2 SIM thôi. Máy thì vẫn là zin nguyên bản, áp suất còn đầy đủ cho anh em. Màn đẹp không ngã mố gì. Đấy,
Con này là 5,8 triệu anh em nhé. Con màu đen này máy đẹp 99, 5,8 triệu này. Màu trắng 1 sim, máy đẹp 98 này. Con này 5,5 triệu anh em nhé, 5,500,000. Đấy. Thì anh em cần màu gì, hình thức như nào cứ nhắn tin cho em nhé, em sẽ gửi ảnh chi tiết cho anh em. 5,5 triệu anh em nhé. Ok, tiếp theo em chuyển sang đến 5 Mark 2, XPA 5 Mark 2, bản Nhật 1 sim anh em nhé. Con này thì cấu hình như 1 Mark 2 thôi, RAM vẫn là 8, bộ nhớ 128, chạy chip 865, màn hình thì 6,1 inch, nhỏ hơn, độ phân giải Full HD cộng anh em nhé, Full HD cộng. Nhưng mà con này nó có 120Hz đấy. Con này thì lại có 120Hz nha anh em nhé. Dùng cực kỳ mượt mà. Thì cái dòng Sony này nó chạy Android gần như là thuần Google nhé, nhẹ và dùng rất mượt anh em nhé, rất mượt. Đấy. Ok đã. Không bao giờ có hiện tượng đôi lag thì anh em nhé. Dùng cực kỳ mượt, phản hồi cực kỳ nhanh anh em nhé. Ok đã. Là 5 Mark 2 này bên em thì chỉ còn màu hồng này thôi anh em nhé. Màu hồng em bán cho anh em giá 4,5 triệu. Màu hồng này anh em nhé, hình thức thì cực kỳ đẹp anh em. 4,5 triệu anh em nhé. Con này thì cũng khá là, giá khá là tốt rồi anh em nhé. Giá khá là tốt rồi. Ok, tiếp theo em chuyển sang 5 Mark 1 này. Nvidia 5 Mark 1. Con này thì RAM 6GB, bộ nhớ 64, chạy chip 855, màn hình là 6,1 inch, pin 3300 anh em nhé. Đấy, màn hình đẹp không ám ố này. Con này thì hình thức tầm khoảng 98% nhé. Máy 98 này là 2,950 này, máy 98 này 2,950,000 anh em nhé. Đấy, còn máy 99 này, máy 99 keng này anh em nhé, máy 99 keng là 3,1 triệu. Máy 99 keng là 3,1 triệu anh em nhé. Thì anh em cần máy hình thức như nào cứ nhắn cho em. Máy thì nó chỉ khác nhau hình thức thôi anh em nhé, còn chất lượng thì như nhau. Vẫn màn đẹp không ngắm ố, máy zin nguyên bản, áp suất còn căng luôn cho anh em nhé. Áp suất kháng nước cực kỳ căng luôn anh. Đấy. Ok. Rồi. Cuối cùng trong Sony thì em giới thiệu là XZ3. Z3 này thì RAM 4 của như 64. Chạy chip 845 anh em nhé, màn hình là 6,6 inch. Màn hình 6,6 inch nha anh em nhé. Và là độ phân giải 2K. Con này màn cũng cực kỳ đẹp anh em nhé. Và nó là màn hình cong luôn. Màn hình cong. Đấy, thì anh em cần trải nghiệm máy màn cong thì dùng Sony thì chỉ có duy nhất con XZ3 này là có màn hình cong thôi anh em nhé. Giá đợt này cũng tốt rồi, 2,550,000 anh em nhé. Có hai màu, trắng và màu đỏ. 2,550,000. Ok. Rồi tiếp theo em chuyển sang dòng Samsung anh em nhé. Tiếp theo em chuyển sang nghe xong Samsung. Samsung đầu tiên em giới thiệu là con này là con S20 FE này, bản Mỹ 1 sim nhá. Con này thì cũng khá là đáng mua trong tầm giá đấy. RAM 6GB, bộ nhớ 128, chạy chip 865 nhá, chạy chip 865, màn hình là 6,5 inch và có 120Hz luôn anh em nhé. Con này cũng màn có 120Hz. Đấy, pin là 4500, khá là toàn diện đấy. Con này pin tốt, màn đẹp, cam chụp LED anh em nhé. Màn đẹp không ám ố này, máy zin, hình thức thì cũng là keng luôn anh em nhé, gần như mới anh em, cực kỳ đẹp nhé. S20 FE này có hai màu, xanh ngọc và xanh tím than, xanh ngọc và xanh tím than anh em nhé. Giá đi là 4,6 triệu, 4,6 triệu nhé anh em, quan tâm inbox cho em. S21 Plus này, bản Mỹ 2 sim. Con này 2 sim, 1 sim vật lý, 1 eSIM nhá. Cấu hình thì cực kỳ cao rồi. RAM 8GB, bộ nhớ 128, chạy chip Snapdragon 888 nhá. Màn hình là 6,7 inch. Có 120Hz, pin là 4800, pin 4800 nhá. Con này thì hình thức tổng khoảng 98% thôi. 98. Cạnh viền nó hơi lấm tấm một chút thôi anh em nhá. Màu cực kỳ đẹp này. Giá cũng đẹp luôn anh em nhá, 6,750. 6,750 thì anh em đã có một con chip Snapdragon 888 này dùng rồi, khá là ngon. Ok, tiếp theo em giới thiệu hai con Vivo này, giá rẻ này. Vivo con này là i20, RAM 6, bộ nhớ 128 nhé, pin 5000 này, mà nó hơi bị phản quang một chút này, màn hơi phản quang một chút. Con này em để cho anh em giá chỉ 1,750 nhé, 1,750 thôi. Hình thức thì nó hơi lăm răm nhiều rồi, mặt lưng nó hơi rỗ nhé. 1,750. Tiếp theo là Vivo
Y17 anh em nhé, Y17, con này RAM 6 bộ nhớ 128, màn 6,35 inch, pin 5000. Con này dòng này pin cực kỳ trâu anh em nhé, pin trâu, màn đẹp này, không ám mố gì, hình thức đẹp 99, giá 2.050.000 anh em nhé, 2.050.000, màu xanh tím than này có khá đẹp nhé. Ngoài ra có cả màu hồng, anh em cần màu gì cứ inbox cho em. Ok rồi, cuối cùng thì anh em cho xin like, đăng ký kênh nhá, ở nút chuông theo dõi những video mới nhất về em. Hẹn gặp lại anh em trong những cái clip sau. Chào các anh em nhé.